Đồ ăn tự sôi nhé mọi người nhá, có nghĩa là mình cho gạo à. Cái này mà Tết đấy, Tết mà ai mà đặt mình nhiều nhá, 32 tệ là 100 ngàn, mình cộng thêm 100 ngàn tiền cước nữa là về nhà các bạn là 200 ngàn. Một cây là 400 gram, 400 gram, hai cây là 800 gram. Mình chỉ tính mua một cái này thôi. Nó mềm mọi người ạ, mềm, nó bột, bột hơn, đây này. Đó. Rồi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại kênh YouTube Vương Khang. Hiện tại thì mình đang ở phòng trọ mình ạ. Hôm nay mình sẽ đi siêu thị mình ạ. Siêu thị để mua hàng Trung Quốc mà cái hàng giá rẻ mọi người nhá. Mình thử xem rằng cái hàng giá rẻ của Trung Quốc nó có chất lượng hay không, bên trong nó là cái gì. Thì hôm bữa mình có quay video cho mọi người xem là cái hàng xúc xích mọi người. Hai cây xúc xích, mỗi cây là 400 gram mọi người ạ. Hai cây là 800 gram mà ở bên này người ta bán 9,9 tệ. Có nghĩa là gần một ký thịt mà 9,9 tệ là 30 ngàn tiền Việt, hơn 30 ngàn tiền Việt. Thì mình thật sự là mình khó tin và mọi người cũng không thể tin nổi. Mình nghĩ rằng bên trong nó sẽ có một cái gì đó không phải là thịt, có nghĩa là người ta pha. Thì thực tế là như thế nào thì mọi người theo chân mình đi vào kia mình lấy hết cái số tiền lẻ của mình, số tiền mà dành dụm bao nhiêu lâu từ hôm sang Trung Quốc đến giờ để mình đi ra mình mua và mình cho mọi người xem. Cho mọi người xem này, ở bên này tiền nó không phải giá trị mà nó thật sự là rất là hay mọi người ạ. Người ta xài từ những cái một hào như thế này, một hào nhỏ xíu này. Việt Nam mình mà đưa một hào hay là một đồng hay là 100 thì chắc bị ăn chửi luôn đấy. Đó, đây là những cái thuốc ở Trung Quốc mà mình hôm nào mình sẽ chia sẻ về cái này sau. Thuốc ở Trung Quốc này uống là khùng luôn mọi người nhá. Có nghĩa là hôm bữa mình mới mua về mình không biết sử dụng. Google nó cũng dịch không ra. Mình cũng không biết cách nào để bóc cái quả này ra để mà uống luôn mình ạ. Lúc đầu mình cứ tưởng nó để cả và mình ngậm vào mình uống. Mà uống hoài không được mình ạ. Xong mình sau mình mới phát hiện ra là nó là một cái lớp keo này này. Đó, mình cứ bấm vào xong bắt đầu mình năn hồi là nó sẽ tách ra và trong nó sẽ có một viên ninh đơn, kiểu như là ninh đơn luyện đan của bên Trung Quốc ấy. Đó, đây này. Số tiền mà mình hay kiểu như là vất ở đây. Tiền này là tiền lẻ mình nhá. Bên Trung Quốc này nó xài từ một hào như thế này này. Việt Nam mình mà đưa 100 đồng là bị ăn chửi, đừng nói một hào là bằng một đồng là 100 đồng, 10 đồng. 10 đồng mới được 100 đồng ở Việt Nam. Ý là mình đang tính theo kiểu mà tiền Việt ấy, còn tiền Trung thì là một đồng này là 3,3 330. Nghĩa một hào ấy, một hào là 330, một đồng này. Một đồng này là 3,300. Thôi không liên thuyền nữa, mình sẽ đếm số tiền này và bắt đầu mình đi siêu thị mình mua cho mọi người xem nhá. Mình thấy có nhiều người Việt á đi cầu thang mà đi khoảng 2 tầng đã than sống than chết rồi. Ở đây bọn mình đi 6-7 tầng mọi người ạ. 6-7 tầng mà vẫn đi phà. Mà không phải là riêng bọn mình đâu. Những người ở đây này mọi người này, đặc biệt là những em nhỏ nhá, có những em nhỏ ở trên tầng 7, tầng 8 luôn mọi người ạ. Vẫn đi bộ như là những người lớn luôn á. Hàng mà shipper người ta đưa đến ấy, người ta sẽ vắt ở dưới đây này. Ai mà đi qua thì nhìn thấy vậy thôi chứ không dám lấy đâu. Đó, đây này. Còn đây là xe của mình. Mọi người xe thì tối ngủ thì vắt ngoài đây mọi người nhá. Đó, vắt ngoài đường này thôi. Ở bên này mà có cho tiền cũng chả dám lấy. Đó. Thì ra siêu thị thì mọi người dừng xe như thế này. Đó, tít vào đây. Ôi ơi, chết. Đi vào đúng cái dù. Đó. Vậy thôi. Mọi người ra đây, mọi người dựng xe đây rồi mọi người đi vào mua thôi. Bên này thì xe cộ người ta bắt được ở đây hết mọi người nhé. Đó. Có nhiều bạn hỏi rằng là bên này có điện thoại Samsung không? Hiếm lắm mọi người ạ. Ở bên này đây. Bên này người ta sẽ dùng Huawei, Oppo, iPhone. Còn Samsung mà bảo là sang bên Trung Quốc đây thì không có đâu. Không có cửa hàng Samsung ấy, không phải là không có ấy. Nó đa số nó bán mấy cái hàng của Huawei, Oppo không à. Đó, đây siêu thị đây. Ở đây thì có nhiều siêu thị lắm, nó cũng như kiểu Việt Nam ấy. Thì thường thì giá nó cao hơn ở ngoài khoảng độ 10-15%. Ôi thì hôm nay sao mở cửa, hôm nay không bật máy lạnh, thoáng mát quá mọi người. Đây, hôm bữa mình mua giày ở đây mọi người này. Bữa mình mua cái đôi 179 tệ. Mấy đôi này thì đang sale giảm giá mọi người ạ. Đó. Đó, 29 tệ dép nữ. Những người bán hàng ở bên này người ta thoải mái lắm, vô tư lắm. Mình quay phim mình hỏi chuyện mình chém gió cỡ nào người ta cũng cười à. Còn nhiều người cứ nôi mình đi để cho mình quay ấy. Dưới đây bán quần áo mọi người ạ. Mình mua xúc xích là phải đi lên trên. Đó. Thì tâm sự một tí nữa, ui giời, phóng nhanh thế. Cái thời gian này thì mình sẽ ra video ít hơn mọi khi mọi người ạ. Tại vì mình đang đi học, cái lịch học của mình là 2
3, 4, 5, 6, có nghĩa một tuần mình học gần như hết tuần. Chỉ nghỉ xíu xíu thôi. Mình học nhiều như thế thì mình ra video thì nó cũng không được chất lượng, cũng không được hay nữa. Tại vì cái thời gian làm video nó ngắn quá thì mình không thể chỉnh chu được. Đó. Đó, bên này thì bán đồ ăn này. Bên này bán đồ điện tử này. Đó, cho mọi người xem tí này. Đây là mấy cái máy cạo râu mình nhá. 99 tệ thì nó khoảng độ 330 tiền Việt. Đó. Đây mình dạo cho mọi người xem một tí thôi, còn cái chủ yếu mình vẫn là đi mua cái hàng kia về bóc cho mọi người xem. Còn cái nồi này là 999 tệ ở bên này nhá. Có bạn hỏi mình là bên này sao người ta sử dụng số 9, thì tất cả hàng hóa đều là số 9 hết mọi người nhá. Có nghĩa là như thế này. 439, 699 chứ không bao giờ có chuyện mà tròn, nó rõ ràng như vậy. Vậy nên cũng là một cái hay. Nếu mà mọi người kinh doanh ở Việt Nam ấy, mà mọi người muốn như thế nào thì mọi người cũng cho số như vậy, cũng kiểu như 99 này. À. Bây giờ cái chảo này, người ta không ghi là 100 tệ mà người ta ghi là 99 tệ. Nghe 99 tệ bảo chứ chưa đến 100 tệ rẻ, nhưng mà thực ra nó là 100 tệ. À. Đây. Đây là mấy cái đây này. Bữa mình mua cho cháu mình mấy cái này này mọi người này, mấy cái mà để viết chữ, viết xong là bắt đầu là kéo qua là nó xóa. Mấy cái này rất là hay. Bạn nào mà có nhu cầu mua mấy cái này thì alo cho mình mua cho 28 tệ mình nhá, 100 ngàn ạ. Cái này đầy đủ hết, chả thiếu gì đâu. Mấy cái bao nô này, bao nô hàng hiệu thì nó đắt rồi. À, cho mọi người xem này, 248 tệ, 1 triệu cái mọi người, chưa đến 1.900.000. Đồ thì nó cũng tùy vào đồ nhá mọi người nhá, nhưng mà đa số là những cái đồ ở đây mà đồ hiệu nó đắt lắm, đồ xịn ạ. Còn đồ rẻ tiền thì không nói, đồ rẻ tiền thì nó lại chất lượng nó lại khác. Đây đồ chơi này, cho mình xem này. Ồ, bên này đồ chơi là bao luôn, rất là nhiều. Đây. Mấy bạn mà chơi game mà chơi kiểu hép nai đột kích mà nhìn thấy mấy khẩu này là mê ngay. Con này là con AK-47 vàng này. Đó, nhiều lắm mọi người ạ, nó cả mấy chục khẩu ạ. Giá của nó thì cũng khá mắc đấy, 89 tệ một cái khẩu như này, 300k. Đó. Bên này chả thiếu gì đâu. Súng siếc, máy bay điều khiển. Rồi bên này đồ cho nữ này. Đó. Bên này mà mọi người vào đây thì là bao luôn, không thiếu gì. Đấy, đây là cái khu bán xoong chảo, nồi niêu, rất là nhiều thứ. Đây. Bát cái mấy cái thớt này, thớt 100 ngàn. Nhìn người ta làm khá là đẹp nhá mọi người nhá. Nào, 1 2 cao 40, rộng khoảng 30. 100 ngàn cái, hơn 100 ấy. Còn ở bên Trung này là người ta làm cái giá tiền nó gọi là đủ các loại để cho mình có thể lựa chọn luôn. Có nghĩa là làm từ cái giá thấp đến giá cao. Ví dụ như đũa nhá. Đũa có loại đũa mà 4 tệ một chục. Đây là 4 tệ đây. Nhưng mà cũng tăng lên, có những loại là 53 tệ, có nghĩa là khoảng độ 180 một chục. 18 ngàn một đôi đũa như thế này. Có những loại mà còn cao hơn nữa ấy. Có nghĩa là ở bên Trung Quốc là người ta làm cái thị trường người ta gọi là phong phú để cho mình có thể lựa chọn. Đây này, mấy cái hàng này hàng hiệu này mọi người này. Hàng này hàng xịn nhá. Ở ngoài mua cái này chỉ khoảng độ 10-20 nghìn thôi, nhưng mà mấy cái hàng này ở trong đây là 100 ngàn. Đó, nó là hàng xịn. Hàng xịn rờ biết ngay mọi người ạ, nó dày và nó chắc chắn. Bát đũa đây cũng là hàng kiểu hàng cao cấp mọi người nhá. Còn mấy cái ấm uống trà đây. Mấy cái ấm uống trà đây là siêu đắt mọi người ạ. Mấy ấm uống trà đây giá cao lắm. Có những cái một cái thôi ấy, một cái ni uống trà nó là khoảng 100-200 rồi. Mấy cái ni này đã 100 mấy rồi. Đó. Mọi người bảo rằng là sang Trung Quốc đây thì có khó khăn gì không? Mình nói luôn, có khó khăn là như thế này này. Lúc mà mới sang ấy, mọi người đi mua sắm như này, mọi người không biết tiếng, mọi người nói chuyện thì nhiều khi tính tiền thì nó hơi khó. Nhưng mà sau khi mà mọi người học được cái số đếm này, cái số đếm mà mọi người biết rồi nhá, thì mọi người sẽ tính tiền một cách nó đơn giản. Ví dụ như là 6 đồng 9 thì nó khó nói mọi người ạ. Thà như nó là 6 đồng thì bản New Man hoặc là Chi Man thì dễ. Còn mấy cái này này mọi người này, mấy cái này là mấy cái đồ ăn tự sôi nhé mọi người nhá. Có nghĩa là mình cho gạo vào, xong rồi mình đổ đồ gia vị, đổ cái gói của nó vào. Nó tự sôi, nẩu tự sôi. Hôm vừa rồi mình được một người anh em cũng làm YouTube, đó là Phong Bụi. Nếu mà mọi người xem YouTube thì mọi người chắc biết bạn đấy. Bạn Phong với mình thì cũng đã từng kết hợp làm 1-2 clip.
Thì Phong là một người đi nhiều, Phong cũng có kinh nghiệm nhiều. Nhưng mà Phong bảo mình là để mình học tiếng Trung cho tốt. Mình học tiếng Trung cho tốt rồi bắt đầu là mình ra. Mình đợi ở đây xong rồi Phong ra đây. Hai anh em kết hợp đi với nhau quay trải nghiệm ở Trung Quốc. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hai anh em là một người phải biết tiếng. Phong thì Phong không thể tập trung học tiếng được. Tại vì Phong đang còn no công việc với lại no rất là nhiều vấn đề ở Sài Gòn cũng như là khắp nhiều nơi nữa mọi người ạ. Phong quay nhiều lắm, ở Campuchia rồi Cuba nào. Còn mình thì mình tập trung mỗi thị trường Trung Quốc thôi nên mình cố gắng mình học tiếng. Đấy, mọi người thấy không? Bên này nó phong phú lắm. Mấy cái này bán theo cân mọi người nhá. Một cân thì nó có giá đây này. Mọi người nhặt vào trong cái túi mọi người bỏ ra mọi người đi cân xong người dán cho cái tem. Dán tem xong tí mọi người đi ra tính tiền. Đó, nhiều lắm. Thế giới là thế giới kẹo, cái này mà Tết ấy. Tết mà ai mà đặt mình nhiều nhá. Mình mua cho một ít, à quên mua cho một bịch để về ăn Tết. Cái này mua ăn thôi nhá mọi người nhá, không mua kinh doanh nhá. Tại vì mọi người mua kinh doanh thì nỗ sặc máu. Vì giá nó cao mà. Mua như vậy là bỏ trong gia đình ăn thôi. Khu này là khu rượu này. Đến gần Tết. Gần Tết là mình sẽ quay về những cái rượu ở Trung Quốc này. Để cho đây này. Rượu này thì là 598 tệ. Nó khoảng độ 600 tệ đây. 600 tệ nó khoảng độ nó khoảng độ bao nhiêu ta? 2 triệu. 2 triệu chai này đi. 2 triệu. Nhiều bạn cứ bảo rượu bên này rượu giả. Cái rượu giả mà vào đây thì khó lắm mọi người ạ. Bên Trung Quốc nó nghiêm không phải như Việt Nam đâu mà rượu giả. Đừng có nghĩ ở Trung Quốc mà đơn giản. Hàng hóa mà vào được siêu thị là một cái vấn đề đau đầu. Đấy, mấy cái rượu này chắc đắt này. À đâu? Thấp hơn rượu kia mọi người ạ. Cái hộp nó đẹp mà mọi người ạ. Nếu mà mọi người gần Tết mọi người đặt một kiểu như một cặp như này. Để Tết bố vợ hay là để Tết thông gia thông giáo gì thì alo cho mình. Nhưng mà mình sẽ lấy 100, hơn 100 ngàn một chai tiền cước nữa mọi người nhé. Tại vì cái hàng này không phải đơn giản đâu mọi người ạ. Hàng này đi qua cửa khẩu mà không may mình bị bắt đúng không? Bắt là người ta thu trắng của mình luôn. Người ta thu trắng của mình. Ví dụ mình bảo mình đi du lịch mình mua hai chai nhưng mà người ta không nghe, người ta bắt. Bắt là mất, mất là mình lại phải bỏ tiền ra mình mua tiếp cái hàng mới, mình lại đưa về. Vậy nên mình phải lấy cái giá phí rất là cao. Mấy cái hàng này là hàng rượu chứ không phải hàng quần áo. Quần áo thì nó đơn giản. Quần áo mọi người mua 20 bộ mình cũng lấy 100 ngàn tiền cước. Nhưng mà rượu này riêng rượu này 100 ngàn một chai tiền cước. Ví dụ là cái chai này đi. Chai này là 32 tệ là 100 ngàn. Mình cộng thêm 100 ngàn tiền cước nữa. Là về nhà các bạn là 200 ngàn ạ. Bên này nếu mà về nước ngọt với lại rượu bia thì nó là gọi là thiên đường à. Mình thích nhất mấy chai này mọi người này. XO này. XO thôi. Nãy giờ mình đi hơi luyên thuyên mọi người ạ. Cái hàng chính cần để mua review cho mọi người xem thì không mua mà cứ chạy lung tung. Ôi trời, cô này nhìn giống cô Ngọc Trinh nhỉ. Giật mình tưởng là Ngọc Trinh, không phải. Cho mọi người xem nha, cái này là 9,9 tệ là 10 tệ là sứ măn à. 10 cây. Đó, nhiều lắm mọi người ạ. Nó khoảng mười mấy cây mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ lấy cái loại này để review cho mọi người xem. Cái loại này là 9,9 tệ này. Này cũng 9,9 tệ mọi người nhá. Có cái hàng ở đây ấy, người ta sẽ lấy cái mức là không lấy 10 tệ mọi người nhá. Đây này chiêu này. Đó, có nghĩa là 9,9. Đó. Có nghĩa là người ta rất là khôn khéo mọi người ạ. Người ta kinh doanh người ta không để 10, không để 10, không để sứ. Mà người ta để 9,9. Hàng gì cũng 9,9 mọi người ạ. Ở riêng xúc xích không nó khoảng độ 50 loại xúc xích mọi người ạ. 50 loại, 60 loại. Đây, cái này nữa này. Chưa kể những hàng khác nha, đây này. Xúc xích người ta đóng như thế này. Khoảng 10 cây, rất là nhiều loại. Những cái loại này thì mình không biết có ngon hay không. Mình thử lấy sao nào. À đây ngô kinh này. Mình lấy ngô kinh đi chăng. Mình thích anh ngô kinh lắm. À không lấy ngô kinh nữa, đây mình lấy cái này đi. Mình lấy một bình này nhá. Với lại quan trọng nhất là lấy cái hàng mà rẻ tiền để cho mọi người test đây này. Hàng mà 1 ký mọi người. Đây, cũng có cái loại này cũng mười mấy tệ mọi người này. Loại này thì là loại khác rồi. Loại này là loại gì ra?
Một bó này hình như là 1, 2, 3, 4, 5 mười mấy cái mà cũng có 9,9 rồi ạ. À, xin chào. Thế ta chỉ cho mặc thôi, bây giờ, không cần. Mình cầm có 10 tệ mà bây giờ mình lấy 2 bịch này không ạ? 2 bịch này những 20 tệ cơ. Đi từ dưới đất lên tầng 6 là mọi người biết phê cái nào này. Đây là hai sản phẩm mình vừa mua mọi người ạ. Đúng là mình chỉ tính mua một cái này thôi, nhưng mà mình thấy mua thêm cái này nữa để ăn thử xem cái loại mà đóng gói nó xịn xịn hơn xem nó có khác biệt gì không. Cái này thì mình nghe bà chị, một bà chị đến nhà mình chơi, bà kể rằng là các cháu nhà chị ấy, có nghĩa là các con nhà chị ấy, rất là thích ăn cái này. Tại vì nó mềm mà nó kiểu như là cái độ béo nó vừa phải. Còn mình chưa ăn bây giờ thì mình cũng không biết, bây giờ mình sẽ bóc ra mình thử nhá mọi người nhá. Review hai sản phẩm này cho mọi người xem. Gần 1 ký thịt có 9 đồng 9 là có 32.000 tiền Việt thôi mọi người ạ. Khó hiểu, không hiểu. Nếu mà không phải. Cái này thành phần của nó ấy, là không phải là chỉ có thịt không. Mình có đọc, mình có dùng Google mình đọc thì thành phần nó là thịt gà và các chất phụ gia, bột, rất là nhiều thứ nữa. Vậy nên người ta sẽ pha theo cái công thức chứ không phải là thịt. Nếu mà thịt không thì không đủ vốn. Bảo đi để tiêu cho bớt tiền lẻ đi mà cuối cùng lại thêm hai hào mọi người ạ. Đây này, nó là hai cái 9 đồng 9 thì nó cộng lại nó có nghĩa là khoảng độ gần 20 đồng đấy, thiếu hai hào nó 20 đồng đấy thì người ta trả lại cho mình. Đây mình mang lên 10 đồng này thì người ta trả lại hai hào. Bên này cái đồng nhỏ xíu này người ta cũng tính mọi người nhá, người ta không để mình thiệt đâu. Có nghĩa là mình đi mua mà thiếu một hào là người ta phải bù cho mình một hào chứ người ta không có kiểu mà lấy mình một hào đâu. Không có chuyện mà ăn cái xì gôm hay là cho một cái kẹo đâu. Đấy, hai cây này. Đó, hai cây bây giờ mình bóc nhá. Bây giờ mình sẽ thử xem nó là cái gì mọi người nhá. Đây này. Nếu mà mọi người dịch cái này ra thì nó có viết ở đây này. Thành phần của nó là thịt gà mọi người nhá. Thịt gà và các chất như kiểu là bột bung nhiều thứ lắm. Chứ không phải là người ta nói là chỉ có thịt không đâu. Nếu thịt không thì không có đâu. Đó, còn cái này thì nó ghi là sản phẩm sạch nhá, có 10 kiểu như là có 10 vị ở trong, có gói gia vị nữa này mọi người này, gia vị đầy đủ thứ này. Mình mở ra xem này trước mọi người. Thơm lắm mọi người ạ, mở ra thơm phức luôn. Ui giời, cái này chắc nó cho cái gì đó thơm lắm. Mình có thấy người ta để cái lá này này, cái lá, cái hạt này kiểu như là cái hương vị của cái lá này. Còn có thêm một cái bộ đồ chơi của em bé nữa này. Không phải bộ đồ chơi mà cái này là cái đồ khui xúc xích mọi người ạ. Đây mình sẽ thử nhé mọi người nhá. Này, kiểu như người ta bảo mình làm như thế này, làm như sao nào đó chắc vậy cơ. Sao ta? Mình cũng chưa, để mình ngó lại xem cái cách hướng dẫn như thế nào, khui như thế nào. Cho bên trong đây, xong rồi rạch nó xuống không biết phải không ta. Đúng rồi đấy. Khá hay luôn, có nghĩa là cái đồ này là đồ khui xúc xích nhưng mà mình không quen á, mình không quen tay á. Khui rồi đấy mọi người. Xem nào. Ô nó dài lắm mọi người ạ. Cái này chắc cũng khá ngon đấy. Kéo một cái xuống là bắt đầu là nó có cái đường đây này mọi người này. Và mình thử nhá, thử một miếng xem nó như thế nào. Ăn cái vị của nó ấy, cay và thơm mọi người ạ. Thơm kiểu như mấy cái hạt rừng, như hạt mắc khén, hạt dổi mà. Giống kiểu thời gian mà mình đi Tây Bắc mình ăn mà. Thơm lắm. Mà cay á. Cái dã man luôn. Thịt nó chắc không ạ? Chắc. Ăn khá là ok.
Loại này ấy, thì người ta hướng dẫn là mình cho lên chiên, chiên hoặc là sắt nhỏ ra xào hay là ăn mì mà ạ. Nhưng mình ăn như thế này luôn, tại vì nó chín rồi mà. Thôi bây giờ đến cái này mọi người nhá. Cái này. Cái này thì nhìn nó khá là đồ gọi là to mọi người ạ. Cái này mà mình xỏ vào cái cây mà mình chiên lên một người ăn chắc không hết đâu mọi người ạ. Tại vì nó 400 gram mà mọi người. Nghe chị kia chị bảo là các em nhỏ thích ăn nhưng mình thì mình không không khoái mấy đâu. Có điều là mình ăn để mình review cho mọi người xem thôi. Chứ là cái bản thân mình thích nhất vẫn là cơm với rau thôi. Đó. Nó như thế này mọi người này. Ở trong ấy mình cảm giác nó mềm mọi người ạ. Mềm nó bột. Bột hơn đây này. Đó, nó bột hơn. Cái xúc xích kia ăn rất là chắc, cái xúc xích này thì mình thấy nó mềm và bột. Mình nghĩ rằng là một phần là do cái tỷ lệ thịt ở trong đây nó ít này, và người ta cho nhiều gia vị, nhiều bột đấy thì nó mới có giá đấy. À, bây giờ mình cắt nhá. Ăn không hết đâu mày ạ. Mình cắt xíu xíu rồi thôi. Cắt xíu xíu rồi thôi chứ cắt nhiều thì chắc mất đi chứ không ăn hết được đâu. Thịt với này cái mấy cái đồ này là không nên ăn nhiều. Cái này thì chấm với lại tương ớt. Chấm tương ớt. Nhưng mà đây này, mình cho mọi người xem là bên trong thì nó không được ngon như cái xúc xích kia mọi người nhá. Xúc xích kia ăn thì khá là chắc ấy, chắc và ngon lắm mọi người ạ. Xúc xích này thì không ok lắm. Bây giờ mình thử một miếng mọi người nhá. Nói chung là cũng phải ăn thử lắm, tại vì nghe chị kia chị bảo là mấy đứa con nhà chị nó thích ăn cái này lắm. Tại vì nó mềm. Mình thấy là như thế này, nó không cay như cái kia. Xúc xích này có một cái vị hơi ngậy ngậy, hơi béo béo. Cảm nhận này, nếu mà như mình là trẻ trẻ con ấy thì mình sẽ rất là thích cái này đấy mọi người. Thì biến mềm dễ ăn, cái vị nó hơi béo béo thì cũng khá là hợp, và ăn thì nó không có ý là không thấy thơm, không thấy thơm như xúc xích kia. Với cái giá tiền mà 9,9 tệ thì mình nghĩ rằng là mua được. Còn có nhiều bạn bảo như là hàng rẻ của Trung Quốc là mấy cái hàng vứt đi với cái hàng này hàng kia, nhưng không phải đâu mà. Ví dụ hàng cao cấp, hàng như thế này thì có thể là người ta sẽ cho thịt nhiều hơn, còn mấy cái hàng rẻ thì có thể là cho bột nhiều hơn. Mình nghĩ như vậy thôi, và thực tế là như thế nào thì không biết, ai phải làm trong mấy cái này thì mới biết được. Còn có một số bạn bảo như mấy cái hàng rẻ và chứ là mấy hàng rẻ ở Trung Quốc là mấy cái hàng hết hạn, mấy cái hàng bỏ đi ấy, không có đâu mình ạ. Ở bên Trung đây á, mấy tháng đầu sang mình thấy nó kiểu như là đang còn sơ sợ, còn bây giờ mình thấy là ok, tại vì sao hàng hóa của nó kiểm tra và nó làm cắt lắm, không phải như kiểu vớ vẩn đâu. Đó, thì nói chung là mình vừa đã phá tanh bệnh cái này rồi, ôi giời tiền này. Thì mình quay video mình cho mọi người xem được cái xúc xích 9,9 tệ là như thế nào. Mọi người đi du lịch sang bên này, nếu mà mọi người cảm thấy thích thì cũng thể mua. Mình thấy là khá ok mà, không có vấn đề gì đâu. Ăn được mà, ăn ngon mà. Nói chuyện mà ăn có bệnh tật hay là ăn có sao không thì không ai biết được mọi người ạ. Mình ăn thì mình chỉ ăn một xíu xíu vậy thôi. Chứ mình không ăn nhiều, ăn nhiều thì nó mới có vấn đề. Nói chung là cái gì mình cũng đừng lạm dụng. Mình ăn uống vừa phải thì đấy ok, còn đừng ăn nhiều quá nhá. Và video mình chia sẻ ra đây mọi người nhá. Mọi người thấy cái xúc xích này như thế nào thì cho cái comment bình luận bên dưới nhé. Về cái suy nghĩ của mình 9,9 tệ mà gần những 1 ký thịt của Việt Nam mình ha. Chào mọi người nhé.